Hello, xin kính chào quý vị. Hồng Lan xin trân trọng chào tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã dành ít thời gian để theo dõi chương trình của Lộc và Loan. Hôm nay là thứ Tư ngày 18 tháng 11. Loan và Lộc cũng xin thông báo đến quý vị một vài cái hot news của ngày hôm nay. Sau khi mà nghe ông thống đốc Newsom, ông đe dọa là sẽ lockdown California thêm một lần nữa, thì cái ngày hôm qua là cái ngày những nhà hàng đã phải bị đóng cửa rồi. Ở đâu mà có cho ngồi ở bên ngoài đó thì có thể tiếp đãi thực khách ngồi bên ngoài, còn không thì là phải đóng cửa. Rồi rất là nhiều như là nhà thờ, rồi những cái phòng gym thì cũng đã bị đóng cửa thưa quý vị. Và ông còn đe dọa là sẽ đóng cửa hết California. Cho nên hồi nãy tự nhiên đi chợ, Hồng Loan thấy ủa sao đi đông quá vậy ta, mà mình cũng quên luôn. Cái mình thấy sao ta mua mì gói với gạo, trời chuyện gì xảy ra nữa trời, đây trở lại cách đây 7-8 tháng trước. Rồi người Việt Nam của mình thì lo xa, hồi nãy Hồng Loan đi chợ Việt Nam thì thấy các anh chị ông bà cô chú là coi như là đi mua gạo và mì gói để mà dự trữ, là mình cũng lo quá. Chắc mình cũng phải đi mua gạo. Với lại sợ nhất là gì quý vị nhớ không, quý vị khủng khiếp nhất là gì? Giấy vệ sinh, toilet paper, trời ơi. Thêm một cái tin mà cũng làm cho Loan với Lộc rất là lo trong ngày hôm nay nữa, là tối ngày hôm qua thì trường học của Linh lại nhận thêm một cái email nữa và cho mọi người biết là có thêm một người nữa đã bị COVID-19. Và cho đến sáng ngày hôm nay thì vẫn chưa nhận được thông báo gì của trường là nói là đóng cửa hay là có cái biện pháp nào giải quyết. Thì họ cũng nói mình đó là hãy yên tâm, những người mà không trường mà không có nói đến tên đó, có nghĩa là những học sinh đó không có sự tiếp xúc gần với lại cái người nhân viên mà bị bệnh. Tiếp xúc gần để mà lây bệnh có nghĩa là gần hơn 6 feet và phải tiếp xúc trong vòng 15 phút thì mới gọi là tiếp xúc gần. Là vì Lộc nghĩ chắc cái những cái người nhân viên, những người giáo viên này là cái những cái người mà chắc là xa học sinh, không có dạy gần học sinh. Không, cái gì mình không biết, tại vì trường không có đưa cái tên ra. Và trường nói là nếu mà những học sinh mà có tiếp xúc gần thì trường sẽ thông báo để mà ở nhà và cách ly 14 ngày. Có nghĩa là có thể là có cô chủ nhiệm của một lớp khác chẳng hạn. Đúng rồi. Và vui lắm, Hồng Loan nói chuyện với lại cô hiệu trưởng đó, thì cô hiệu trưởng nói là cô bảo đảm là Gia Linh không có tiếp xúc gần với lại hai cái người nhân viên đó, cho nên mình đừng có lo sợ gì hết. Thì Loan mới nói với cô là cô thông cảm đi, là bởi vì không có lấy gì mà để mà bảo đảm 100% là không có sự tiếp xúc gần. Nhiều khi cô tiếp xúc gần với lại những cái bạn khác và những cái bạn đó tiếp xúc gần với lại Gia Linh, thì mình cũng đâu biết được. Đúng rồi. Cho nên mình xin phép để cho con được ở nhà 2 tuần thưa quý vị. Nói để quý vị lo là bởi vì cái ca bệnh nó tăng lên và những cái người mà nhập viện đó thì cũng đã tăng lên một số ít. Nhưng mà hôm nay Hồng Loan muốn nói chi tiết đến hai cái vaccine mà là coi như là một cái sự cứu rỗi cho cả thế giới thưa quý vị. Thì hai loại vaccine đều có hiệu quả cao và sắp sửa được FDA approve. Thì mình nói trước về cái vaccine mà của Moderna mà vừa mới phát hiện vào ngày thứ hai là đã cho kết quả được 95% đó, thì sẽ chích thành hai mũi, mỗi mũi thuốc thì cách nhau là 4 tuần lễ. Và cái Moderna này đó thì họ nói là chỉ cần giữ ở nhiệt độ từ 36 đến 46 độ F, có nghĩa là khoảng 2-3-4-5 độ C gì đó, thì cũng rất là dễ dàng để mà lưu giữ. Còn nếu mà muốn giữ được 6 tháng thì phải giữ nhiệt độ âm 4 độ C. Và họ cho ta biết là cái số tiền cho cái vaccine đó thì giá nó khoảng từ 32 cho đến 37 đồng mỗi liều, có nghĩa là chích hai liều thì nó chừng 60 mấy đồng thôi, 60-70 đồng gì thôi. Như vậy thì cũng là quá rẻ rồi. Đối với lại ở Mỹ thì hôm qua Hồng Loan có nói là Tổng thống Donald Trump nói là sẽ cho người dân Mỹ chích miễn phí, nhưng mà các người dân ở các nước khác thì cũng đừng lo lắng quá, là bởi vì thuốc không có mắc lắm. Cho nên nếu như mình phải trả tiền thì mình cũng có thể có được cái số tiền đó để mà trả, để mà chích cái vaccine đó thưa quý vị. Thì khi mà theo thông báo được biết đó, thì Lộc có đọc qua, thì những cái người mà
sinh năm từ năm 1955 trở lên thì được chích trước, và những người mà bị bệnh nền như là bệnh tiểu đường, bệnh các bệnh nền đó thì được cũng được chích trước, và những người như là nhân viên y tế, bác sĩ cũng được chích trước, là có như là những người tiên phong với lại cái giáp đầu với căn bệnh. Còn những người như dưới tuổi đó thì như Lộc, Lễ Loan thì chắc đợi tháng 4 mới được chích. Và công ty Moderna họ cho biết là họ sẽ có 20 triệu liều vaccine sẵn sàng để chuyển đến Mỹ vào tháng 12 này, và họ vẫn đang trên đà sản xuất từ 500 triệu cho đến 1 tỷ liều sẽ cung cấp cho toàn cầu vào năm 2021. Họ có lời hứa là cung cấp đầu tiên cho Mỹ trước là 100 triệu liều vaccine. Và ngoài ra đó, Canada cũng đã đặt mua 56 triệu liều, nước Anh thì mua 50 triệu và Thụy Sĩ đã mua 4,5 triệu. Và bây giờ chúng ta nói tới cái vaccine của Pfizer cùng với lại BioNTech kết hợp với nhau, thì cái vaccine này thì hiệu quả là được 90%, và nó sẽ bao gồm 2 mũi tiêm cách nhau 3 tuần lễ, có nghĩa là nó ngắn hơn của Moderna 1 tuần lễ giữa 2 mũi chích, thưa quý vị. Và cái thuốc của Pfizer này thì nó hơi khó khăn về vấn đề là mình phải giữ ở cái nhiệt độ -94°F, có nghĩa là khoảng -70°C đó, thì nó hơi khó khăn. Nhưng mà cái công ty Pfizer này họ nói là họ sẽ chế tạo ra những cái thùng trữ để mà có thể chứa thuốc ở trong đó, và những cái thùng đó nó có thể giữ lạnh với cái nhiệt độ mà -94°F như cái thuốc nó yêu cầu. Và cái giá của Pfizer thì cái giá nó khoảng $20, hơn $20 một tí cho mỗi liều, thì cái giá nó cũng rẻ hơn của Moderna ha, thưa quý vị. Liên minh châu Âu đã đặt hàng nhiều nhất với 300 triệu liều, là họ đặt vào ngày 11 tháng 11 vừa rồi. Nhật Bản thì đã mua 120 triệu liều và Mỹ đã mua 100 triệu liều. Anh, Canada, Australia và Chile cũng đều đã mua ít nhất là 10 triệu liều vaccine của Pfizer. Và Hồng Loan xin phép được nhắc tới một cái vaccine thứ ba là vaccine AstraZeneca mà kết hợp với lại trường đại học Oxford đó quý vị. Thì vào tháng trước thì họ cũng đã thông báo là tất cả những người mà đã qua cái đợt thử nghiệm lần thứ ba đó đều bắt đầu sản sinh ra được cái kháng thể chống lại COVID-19, và sẽ sớm thôi họ sẽ cho chúng ta biết kết quả. Và đặc biệt là cái vaccine này là siêu rẻ luôn, thưa quý vị. Cái giá chỉ khoảng từ 3 đồng cho đến 4 đồng cho một liều thôi. Wow, hay quá ha. Hiện tại thì Mỹ và Ấn Độ đã đồng ý mua 500 triệu liều, Euro đã mua 400 triệu liều, nước Anh, Nhật Bản, Indonesia, Brazil, Mỹ Latin đều đã mua ít nhất 100 triệu liều của công ty này. Quá rẻ, bởi vì các nước mà khác đều phải mình ngắm tới cái trước thì giá thành rẻ cho dân chúng ta xài. Nhưng mà mình chưa nghe tên Việt Nam ha. Hồi kỳ trước mình có nghe là Việt Nam mua của Nga mà sao cũng vẫn chưa nghe cái gì hết. Và hy vọng là Việt Nam cũng sẽ đặt mua để cho người dân mình có thể có thuốc để mà sử dụng. Mà cái loại vaccine này thì họ nói là chỉ cần để nhiệt độ tủ lạnh bình thường thôi, chứ không cần phải là âm bao nhiêu độ gì hết. Của AstraZeneca hả? Và thì Lộc thấy như vậy thì rất là tiện ha, vừa rẻ mà vừa dễ bảo quản, để vận chuyển nhất là dễ. Nhưng mà để trong cái tủ lạnh bình thường thì giữ được 5 ngày, còn không thì phải để trong tủ đông. Thì nếu vậy thì cũng ngước rồi. Và Hồng Loan cũng đang chờ đợi một cái vaccine nữa mà mình thấy nó cũng khả quan, đó là Johnson & Johnson, quý vị nhớ không? Cái Johnson & Johnson là đặc biệt là chỉ một liều thôi, chỉ cần chích một liều thôi là chúng ta đã bắt đầu tạo kháng thể cho cơ thể của mình rồi. Bây giờ thì rất là nhiều tin vui sẽ ồn mập kéo đến về cái vaccine cho chúng ta, cho nên mặc dù là ca bệnh tăng nhưng mà mình cũng vẫn hãy yên tâm hả quý vị. Chỉ có chịu khó đeo mask và giữ khoảng cách với tất cả mọi người, nhưng mà những cô chú bác mà lớn tuổi thì phải chịu khó ở nhà, là bởi vì sức khỏe của mình không có được không được khỏe, và nhất là những người có bệnh thì chúng ta phải chịu khó một thời gian qua cái mùa đông này đi, khoảng tới tháng 1, tháng 2 là mọi việc sẽ khả quan rồi ha quý vị ha. Chúng ta chờ đợi gần cả năm rồi, bây giờ chỉ còn có một vài tháng nữa thôi. Nhất là những người mà bị bệnh nền, quý vị,
Lộc có một ông anh cùng người bạn là ca sĩ, nhưng mà cũng anh cũng trẻ lắm, khoảng 50 hơn chút xíu à. Mà anh bị bệnh tiểu đường, thì anh bị cái mắc cái bệnh này đó, thì nó hơi khó, tại vì nó ảnh hưởng rất là nhiều. Đang bị rất là nặng lắm. Cũng mong là anh sẽ qua khỏi. Mặc dù có bệnh nền nhưng mà hy vọng là sức khỏe tốt, thì hy vọng là anh qua khỏi. Lộc nghĩ anh sẽ qua khỏi, hy vọng, mong là như vậy. Và bây giờ Hồng Loan xin phép trở lại với cuộc bầu cử của nước Mỹ. Thì ứng cử viên Joe Biden đang xây dựng đội ngũ nhân sự trong Nhà Trắng của ông. Hôm thứ Ba, ông thông báo rằng ông sẽ chọn hai cố vấn lâu năm cho các vai trò hàng đầu và bổ nhiệm một số cựu chiến binh khác trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình vào các vị trí cấp cao. Trong số những nhân viên được công bố hôm thứ Ba thì ông Mike Donilon, chiến lược gia cho chiến dịch của Biden, người đã đóng vai trò hàng đầu trong việc tạo ra các bài phát biểu và quảng cáo của ông ấy vào cuộc đua năm 2020 là trận chiến cho linh hồn của quốc gia, và người này sẽ là cố vấn cao cấp cho Joe Biden. Và Steve Ricciardi, chủ tịch chiến dịch tranh cử của Joe Biden và cũng là cựu chiến binh của Nhà Trắng vào thời Barack Obama và Bill Clinton, cũng sẽ là cố vấn cho ông Joe Biden. Và trước đây vài ngày thì ông Joe Biden cũng đã bổ nhiệm đặc vụ dân chủ Ron Klain làm tham mưu trưởng của mình. Coi như là hiện tại bây giờ thì ông đã đang xây dựng một cái bộ máy riêng của mình rồi đó. Đã xây dựng bộ máy cho để mà khi mà ngày 20 tháng 1 này, nếu như ông được đắc cử làm tổng thống, thì ông sẽ có sẵn một cái hệ thống xung quanh của mình, là toàn là những người giỏi, những người đã từng trải qua rất là nhiều cho những vị tổng thống trước. Nhưng mà tổng thống của thời Obama sao mình không tin tưởng. Là Hồng Loan nói vậy là bởi vì trong 8 năm trị vì của tổng thống Obama đó, thì ông tạo điều kiện quá nhiều thuận lợi cho Trung Quốc. Quý vị biết shipping hàng từ Trung Quốc ship qua Mỹ chỉ có 1 sen thôi. Trong khi chúng ta ship hàng đi qua gia đình của mình ship đồ nhà mình gói chút xíu về 10 mấy đồng, từ đây qua tiểu bang khác có chút xíu 10 mấy đồng, không biết từ Trung Quốc ship qua Mỹ 1 sen. Ông có ký một cái lệnh cái luật giữa giao bang giữa hai nước đó, là cái món hàng dưới bao nhiêu pound đó là chỉ 1 sen thôi. Chúng ta thấy những cái người mà họ đi ship đồ á, họ cầm những cái túi đồ mà dán mà shipping mà Trung Quốc, họ rất là giận, họ giục xuống đất. Chứ họ không muốn để nó vô. Ví dụ như họ ship những cái gói hàng mà trong nước Mỹ, họ để rất là đàng hoàng. Còn những cái túi đồ đó là họ dục đại. Là bởi vì 1 sen đó, họ bao nhiêu gói mới đủ trả lương cho họ 1 giờ. Một giờ họ phải thảy bao nhiêu gói như vậy. Đúng. Một rồi. Cái sự quá không có fair ở đây. Và thêm một cái vấn đề nữa là họ đã ký một cái visa là khi mà người Trung Quốc đi qua bên Mỹ mà đi du lịch đó, là visa được 10 năm. Có một cái sự trao đổi thì người Mỹ đi qua Trung Quốc thì cũng được visa 10 năm. Nhưng mà người Mỹ đâu cần thiết mà cần thiết phải có một cái sự mà trao đổi nó quá lớn như vậy, nó đâu có đáng đâu, quý vị thấy không? Trong khi người Việt Nam mình đi qua bên Mỹ mà du lịch đó, là coi như là sướng lắm thì mới được 1 năm là được ra vào nhiều lần. Còn nếu mà khắt khe là chỉ cho 1 tháng 3 tháng thôi. Và mình thấy nó hơi thiên vị. Cho nên mình thấy cái sự mà để cho mình không có tin tưởng nó là như vậy. Hồng Loan giải thích cho quý vị hiểu, để không thôi quý vị trách Hồng Loan là tại sao lại nói cái tổng thống cũ của mình là như vậy. Lọc lên mạng order thì cái món hàng nó 99 cent shipping từ Trung Quốc, và cái tiền shipping nó đây là miễn phí. Thì có 1 sen thôi. Cái món hàng đó Lộc thấy nó 99 sen thôi, chưa tới 1 đồng mà miễn phí shipping. Là quý vị biết là nó chỉ cần ship những cái hàng mình không có đáng gì, mình thấy không đáng gì, nhưng mà rất là một số lượng rất là lớn. Nếu mà họ bán số lượng nhiều đó, rất là lớn. Và cũng nhận được tin một cái tờ Fox News họ có đăng về cái IRS có một cái thông báo sợ là thuế.
có một cái gọi là foundation, là cái từ thiện, hoạt động từ thiện về nghiên cứu về cancer của bên ông Joe Biden. Thì cái số tiền mà đưa vào nghiên cứu là $0, là không đồng. Và cái số lương á, cái số tiền, tổng cái số tiền mà từ thiện họ nhận được á, là 4,8 triệu trong năm 2018. Và cái tiền lương của những người làm việc trong cái hội từ thiện đó, nó chiếm 3,1 triệu. Và cái tiền để mà đi hội hè, hội thảo, du lịch là $1 triệu. Có như đó, họ đã nhét vào túi họ là 4,2 triệu. Và mình có một cái link của Fox Business, họ đưa ra cùng mà của sở thuế, đưa ra giấy tờ rõ ràng đàng hoàng hết luôn. Thưa quý vị, cái cuộc mà đếm phiếu bằng tay ở Georgia đó, thì vào tối ngày hôm kia thì họ đã phát hiện ra có 2,600 lá phiếu bầu chưa được kiểm, chưa được đếm. Thì trong 2,600 lá phiếu bầu đó, đó là cái số lượng mà bầu cho Tổng thống Donald Trump, nó chiếm hơn 2/3. Và khi mà người ta đưa cái vấn đề này ra thì hỏi những cái người mà thanh tra của cái cuộc kiểm phiếu á, thì cái cuộc kiểm phiếu này nó nằm ở quận hạt Floyd thuộc tiểu bang Georgia. Ông này, ông tên là Gabriel Stirling. Ông nói là các lá phiếu này đã không được tính vì các quan chức bầu cử tại hạt Floyd đã quên không cập nhật chúng lên hệ thống trong đêm bầu cử. Thưa quý vị, Hồng Loan đọc được một cái news này thì mình thấy y như phim luôn. Có một ông trùm người Mỹ gốc Ý đã đồng ý lật tẩy đảng Dân Chủ để được xóa hồ sơ tội phạm. Thông tin độc quyền cho biết anh ta cùng nhóm tội phạm của mình đã nhận tiền của đảng Dân Chủ để sản xuất phiếu bầu cho Biden trong đêm bầu cử, và giờ sẵn sàng cung cấp lời khai vạch trần vụ việc để được xóa bỏ tội lỗi của mình. Luật sư chiến dịch của Tổng thống Trump, giám đốc điều hành của Trung tâm Luật và Công lý Hoa Kỳ, Jordan Sokolov, đã tweet một bài báo độc quyền từ Buffalo Chronicle cho biết ông trùm tội phạm gốc Ý, Joy Merlino, có thể sẵn sàng lật tẩy các hoạt động của đảng Dân Chủ để được xóa hoàn toàn hồ sơ tội phạm kéo dài hàng chục năm của mình. Ngoài việc tweet liên kết đến bài báo của Buffalo Chronicle, Sokolo đã tweet rằng theo dõi tất cả các chỉ dẫn về cuộc bầu cử năm 2020, làm thế nào một tên trùm của đám du thủ du thực Philadelphia lại đánh cắp được cuộc bầu cử, và tại sao anh ta có thể lật tẩy Joe Biden. Theo Buffalo Chronicle thì một cộng sự nói rằng Merlino có thể sẵn sàng lật tẩy Joe Biden và các quan chức chính trị Pennsylvania, những người đã ra lệnh để khoảng 300,000 phiếu bầu cử được tích cho Joe Biden. Nguồn tin cáo buộc rằng Merlino và một nhóm cộng sự của anh ta đã sản xuất những lá phiếu đó với giá $10 mỗi lá phiếu, tổng cộng là $3 triệu cho 3 ngày làm việc. Và sau khi mà họ đã làm những lá phiếu đó thì chúng được đóng gói trong các hộp cắt tông, không có mô tả gì ở bên ngoài hết, và để ở phía ngoài trung tâm hội nghị ở Philadelphia. Toàn bộ cái số tiền này là được trả bằng tiền mặt, thưa quý vị. Wow. Và người ta cho rằng các nhân viên của đảng Dân Chủ làm việc bên trong văn phòng bầu cử của Philadelphia đã cung cấp cho Merlino những thùng phiếu thô chỉ vài giờ trước khi các cuộc bỏ phiếu đóng cửa vào đêm bầu cử. Sau đó anh ta vận chuyển đến hai hộ gia đình tư nhân ở Nam Philadelphia. Đến 10 giờ tối hôm đó, nhóm của Merlino đã tạo ra hơn 3,000 phiếu bầu mỗi giờ. Con số này nhanh chóng tăng lên 6,000 phiếu bầu mỗi giờ trước nửa đêm. Và bây giờ thì cái ông này, ông đứng ra, ông nói là ông sẵn sàng lật tẩy nếu như Tổng thống Donald Trump sẵn sàng tuyên bố xóa án kéo dài hàng thập kỷ của cái tên cướp này. Thì bên Mỹ có một cái gọi là cái quyền tối cao của Tổng thống có thể là xóa được cái án của những người nào mà cung cấp những cái gì mà gọi là bí mật quân sự, bí mật quốc gia đó, thì họ có quyền
thì người này có thể được xóa án. Thì Hồng Loan có giữ hai cái tweet của ông Jordan Sekulow ở đây để đưa cho quý vị xem. Thì đây là một cái thông tin bắt đầu rò rỉ ra từ cái ông Jordan này. Thì chúng ta nghe được cái điều này, nhưng mà thật sự Hồng Loan cũng chưa biết nó có là sự thật hay là không. Cái ông này ông đứng ra ông nói là ông có được cái bằng chứng đó, nhưng mà chưa biết là có hay là không, hay là ông chỉ tạo một cái gì giả tạo hay cái gì đó. Còn nếu như thật sự mà ông nhận số tiền cứ 10 đồng một lá phiếu như vậy với cái số tiền 3 triệu đô la thì quá là khủng khiếp. Thấy là, nhưng mà để mình coi thời gian họ sẽ điều tra và sẽ phát hiện như thế nào. Mình biết như vậy thì chắc chắn là bên Tổng thống Donald Trump biết rõ hơn mình rất là nhiều. Thì cái ông Sekulow là người làm việc cho bên chính quyền của Tổng thống Donald Trump mà. Thì chúng ta hãy chờ đợi xem câu chuyện này nó sẽ đi đến đâu ha thưa quý vị ha. Ok, ngày hôm nay thì thấy Lộc Du Loan mặc đồ cũng hơi nổi nổi không quý vị ha, kệ cho một tương lai mới, cho là một cái dung niềm tin mới để cho mình cảm thấy mình vui đời hơn, yêu đời hơn. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và Hồng Loan cũng cầu xin là vaccine sẽ được chuẩn thuận sớm để cho tất cả chúng ta có được vaccine và cái con virus này nó sẽ biến đi khỏi cuộc đời của tất cả chúng ta trên thế giới này, trở lại cái sự bình an. Chúng ta đã mất hết gần một năm rồi cũng tại vì cái con virus Vũ Hán này ha quý vị ha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Lộc và Loan. Xin chúc quý vị một ngày thật yên vui và hạnh phúc. Dạ, xin chào tạm biệt quý vị. Cái bệnh chủ cũ.